Xin chào tất cả các bạn, Nguyễn Hòa đang có mặt ở chùa Phước Lâm, ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nguyễn Hòa đang chuẩn bị tham quan chùa Phước Lâm. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Đây là quang cảnh trước mặt chánh điện và từ đường chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm quang cảnh mặt tiền từ đường và chánh điện chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Quang cảnh bên hông chánh điện và tổ đường chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh bên hông chánh điện và từ đường chùa Phước Lâm. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh bên hông từ đường và chánh điện chùa Phước Lâm. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Nguyễn Hòa đã có mặt ở khu chánh điện chùa cổ Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đây là một ngôi chùa cổ có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Đây là quang cảnh trong khu chánh điện chùa cổ Phước Lâm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Những cây cột và những cây kèo toàn là bằng gỗ quý rất tốt, có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi mà vẫn còn giữ được nét cổ kính và rất đẹp, rất cổ. Đây là quang cảnh bên trong chánh điện ngôi chùa cổ Phước Lâm, còn có tên gọi là chùa Ông Miên, ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Ngôi chùa này có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Những cây cột và những cây kèo toàn làm bằng gỗ quý và tới giờ vẫn còn giữ nguyên nét cổ kính ngày xưa. Một ngôi chùa rất cổ kính, rất đẹp, tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Đây là tấm ảnh của cư sĩ Bùi Văn Minh, là người sáng lập ra chùa Phước Lâm này, là sinh năm 1763 và từ trần là ngày năm 1856. Đây là từ đường ở trong chùa Phước Lâm thờ cư sĩ Bùi Văn Minh, người sáng lập ra ngôi chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Và đây là bên trong từ đường chùa Phước Lâm. Đây đã được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Có cái bằng này. Nguyễn Hòa tham quan bức tượng Phật Di Lặc trong từ đường ở chùa Phước Lâm, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Có gì lo đời. Dạ. Có bằng gỗ. Đây Nguyễn Hòa được thầy chủ trì chùa Phước Lâm cho biết được đây là bức tượng lo đời. Đây là bức tượng hộ pháp với ông Tiêu. Bên trong từ đường chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, Long An. Bằng gỗ. Hai bức tượng này bằng gỗ. Và đây là quang cảnh bức tượng Phật và bốn vị tứ thiên vương ở trong khu chánh điện. Còn trong kia ông thiện ông ác cầm búa, cầm kiếm. Dạ. Nguyễn Hòa được thầy chủ trì chùa này, Nguyễn Hòa tham quan và được thầy chủ trì cho biết từng nơi Nguyễn Hòa mới biết được.
Sau khi thầy chủ trì dẫn Nguyễn Hòa tham quan bên trong chánh điện và tổ đường. Đây là cái chuông đồng bên trong chánh điện. Ngôi chùa này cũng rất cổ đó các bạn ơi, gần 200 năm tuổi rồi, rất tốt luôn các bạn ơi. Những cây cây cột và cây kèo hoàn toàn làm bằng gỗ quý, có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Đến nay vẫn giữ được nét cổ kính rất đẹp. Đây là quang cảnh bên trên bức hoành phi là Phước Lâm Tự. Đại Hùng Bửu Điện. Và bên trong là Đại Hùng Bửu Điện. Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh trong khu nhà tổ ở chùa Phước Lâm, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm. Những cây cột và những cây kèo toàn là bằng gỗ quý và có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi, rất tốt. Nguyễn Hòa đã tham quan trong khu nhà cổ. Đây là trong khu nhà tổ chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm. Nguyễn Hòa tham quan bên trong từ đường chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đây là hai bức tượng làm bằng gỗ. Bức đồ tẹo. Dạ. Giang đài sư giả. Nguyễn Hòa được thầy chủ trì đây cho biết được. Giang đài. Dạ. Chị ra đây là gỗ viên nắng. Đây là quang cảnh bên trong từ đường chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Những cây cột và những cây kèo làm bằng gỗ đỏ, gỗ đen rất tốt, rất quý. Gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Đây là một ngôi chùa cổ. Pháp Lâm Thường Chiến. À, Nguyễn Hòa được nghe thầy chủ trì chùa Phước Lâm cho biết được cái bức hoành phi này. Pháp Lâm Thường Chiến. Còn bức bị hoàng tay mà mắt là thì trong bằng gỗ. Dạ. Và thầy chủ trì cho biết là cái bức tượng Phật ngàn tay ngàn mắt. Ngàn tay ngàn mắt này là cũng làm bằng gỗ. Ở trong chùa cổ Phước Lâm. Và thầy chủ trì cho Nguyễn Hòa biết được nguồn gốc ngôi chùa cổ Phước Lâm này ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An là do cư sĩ Bùi Văn Minh, người khai sơn ra chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đây là một ngôi chùa cổ gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi, những cây cột và những cây kèo rất tốt. Nguyễn Hòa đã tham quan bên trong khu nhà tổ chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đây là một ngôi chùa cổ gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Và người khai sơn ra chùa Phước Lâm này là cư sĩ Bùi Văn Minh. Với còn hai bộ trường kỷ. Và bên trong từ đường là hai bộ trường kỷ này là đây là quả đường để tầng ngồi vàng. Dạ. Đây là hai bộ trường kỷ và quả đường này có tuổi đời cũng rất lâu rồi các bạn ơi. Đây là quang cảnh trước mặt bức ảnh của cư sĩ Bùi Văn Minh là chiếc tủ thờ có khảm xà cừ rất đẹp. À, chiếc tủ này được khảm xà cừ rất đẹp đó các bạn ơi. Đây là chiếc tủ thờ trước mặt tấm ảnh của cư sĩ Bùi Văn Minh, người khai sơn ra chùa Phước Lâm.
Dưới đây là dưới tảo nè. Bên đây là dưới và đây là tấm ảnh của cư sĩ Bùi Văn Minh, người khai sơn ra chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đây là một ngôi chùa cổ có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Nguyễn Hòa đang tham quan bên trong khu chánh điện chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đây là quang cảnh bên trong khu chánh điện chùa cổ Phước Lâm. Và đây là khu chánh điện chùa cổ Phước Lâm được cấp bằng di tích lịch sử cấp quốc gia đó các bạn ơi. Chùa này có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Những cây cột và những cây kèo rất tốt. Đây là quang cảnh bên trong chánh điện chùa cổ Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An, Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm quang cảnh bên trong chánh điện chùa cổ. Phía, phía sau là cũng đây là quang cảnh bên trong chánh điện chùa cổ Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An, Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh bên trong khu nhà tổ chánh điện. Đây là quang cảnh bên trong chánh điện chùa cổ Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An, Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Ngôi chùa cổ Phước Lâm này có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Những cây cột và những cây kèo rất tốt. Và đây là quang cảnh bên trong chánh điện chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An, Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Đây là một ngôi chùa cổ có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi mà những cây cột và những cây kèo còn rất tốt. Trải qua gần 200 năm mà ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính rất đẹp. Bên trong hoàn toàn làm bằng gỗ đen, gỗ quý rất tốt và tới nay vẫn giữ được nét cổ kính gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Đây là khu lăng mộ ông Bùi Văn Minh, người đã khai sơn ra chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Và Nguyễn Hòa đã tham quan khu tòa tháp trong chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đây là khu lăng mộ của ông Bùi Văn Minh, người khai sơn ra chùa Phước Lâm ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Và Nguyễn Hòa tham quan khu tháp. Đây là cây me ở trong khuôn viên chùa Phước Lâm. Và nghe thầy chủ trì nói là cây me này có tuổi đời cũng gần 200 năm tuổi rồi. Cây me này có trước ngôi chùa này thành lập luôn đó các bạn ơi. Cây me rất to và nhất nhiều trái và có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi đó các bạn. Gốc cây me rất to và trên cây me cũng rất nhiều trái và có tuổi đời gần 200 năm tuổi rồi các bạn ơi. Cây me này là có trong chùa rất lâu đời rồi.